Chào các bạn, trong video này thì gửi đến các bạn cái nội dung của phần trái hỗn hợp alkan và alken. Đề bài chúng ta như sau. Cho hỗn hợp X này gồm alkan A và alken B. Như vậy hỗn hợp X chúng ta gồm có A và B. A là alkan thì công thức hắn là CnH2n cộng 2. Còn alken là CmH2m. Với alkan thì số carbon lớn hơn hoặc bằng 1. Alken thì số carbon lớn hơn hoặc bằng 2. Ở đây mình đặt số mol, đây là A mol, đây là B mol. Để cho là đốt cháy 6,72 lít hỗn hợp X. Từ đây chúng ta tính được mol X. Mol X em sẽ là bằng A cộng B và bằng 6,72 chia 22,4. Đây sẽ ra A cộng B bằng 0,3, đã biểu thức đầu tiên chữ A và B. Tiếp, khi đốt cháy thì chúng ta thu được CO2 và nước. Em tính cho thầy mol CO2 luôn, mol nước luôn. Em lấy 15,68 chia cho 22,4, 0,7 mol. Lấy 14,4 chia 18, 0,8 mol. Rồi, cái đó chúng ta có phương trình như sau. Alkan là CnH2n cộng 2, alken là CmH2m. Thực hiện phân trái, thu được NCO2 cộng MN cộng 1 H2O. Đây là phương trình 1. 1,5N cộng 0,5 là hệ số cân bằng oxy. 1,5 MO2 thu được MCO2 cộng cho M của H2O. Mình đặt số mol của alkan là A mol, nên là B mol. Tại phương trình 1 thì mol CO2 là bằng Na, nước là Na cộng A. Tại phương trình 2 thì mol CO2 là MB, mol nước là MB. Bây giờ chúng ta sẽ có mol CO2 và mol nước. Mol CO2 chúng ta là bằng MA, Na cộng MB. Và bằng ở đây là 0,7. Mol nước là Na cộng MB. Na này cộng MB này cộng cho A bằng 0,8. Đây là 2 la mã. Đây là 3 la mã. Ở đây em sẽ lấy nước trừ đi CO2. Tức là em lấy 3 trừ đi 2. Vế thì vế. Na trừ Na hết, MB trừ MB hết. Cuối cùng tôi sẽ ra A bằng 0,8 trừ 0,7 là bằng 0,1. Cái đó chúng ta dựa vào phương trình 1 la mã, chúng ta suy ra được B. B đây là bằng 0,3 trừ đi A và bằng 0,2. Cái đó chúng ta sẽ thế cả A và B vào biểu thức hai la mã. La mã đây. Thì mình sẽ có A là 0,1 nhân N. B là 0,2 nhân M. Và theo đề cho là bằng 0,7. Tất cả chúng ta đều chia hết cho 0,1 thì đây là N, đây là 2M. Và đây là 7. Ở đây chúng ta sẽ lập. Ở đây mình suy ra M bằng 7 trừ N chia cho 2. Chúng ta nên làm điều ngược lại. Ở đây em suy ra N bằng 7 trừ 2M. Chúng ta phải cho M nhảy bởi vì lý do thầy giải thích cho bạn như sau. Với cái M của chúng ta này, M chúng ta nó nhận giá trị là bằng 2. Giá trị lớn thì N chúng ta tìm rất là nhanh. Còn nếu N chúng ta bắt đầu từ 1 thì rất là lâu em hiểu không? Đây em có bảng như sau, bảng giá trị. Chúng ta có A này, xin lỗi,
ta có m này, n là bằng 7 trừ 2m này. Nếu m của chúng ta là bằng 2, 7m trừ đi 4 thì còn 3. Em đi thỏa mãn nè. Nếu m bằng 3 thì 7 trừ đi 6 thì nó bằng 1, em đi cũng thỏa mãn. Còn nếu m bằng 4, 7 trừ 8 thì thằng này âm 1. Như vậy chúng ta loại trường hợp này. Như vậy chúng ta sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là A, B. A là N là can C3, H8. B là M, C2, H4. Hoặc hoặc A đây là C, H4, còn B là C3, H6. Đó. Thấy câu A. Câu này thì không khó đấy em ơi, cái này bình thường. Thấy câu A này, chúng ta coi đúng số rồi nha. Đó. Rồi. Và điều cầu chúng ta là tính phần trăm thể tích của hỗn hợp X. Dễ thôi. Để tính được phần trăm về thể tích hỗn hợp X thì chúng ta sẽ tính phần trăm về thể tích của A. Nó khác bằng phần trăm về số mol của A. Mà lấy mol A chiếm, mol A chiếm ở đây là bằng đây 0,1 chia tổng số mol của hỗn hợp là 0,3. Được chưa? Như vậy ta lấy 0,1 này, ta chia 0,3 nhân 100%, thì đây sắp xỉ bằng 33,33%. Như vậy để tính được phần trăm thể tích của B cực kỳ đơn giản luôn, lấy trăm trừ đi 33,33%. Cái thằng này bằng 66,67% thì các bạn. Đây. Đây là những thứ mà thầy cung cấp cho bạn trong bài toán này. Theo đánh giá của thầy thì bài toán này thuộc bài thuộc câu hỏi dễ em nha, không thuộc câu hỏi khó. Cung cấp số luôn em nha.